Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đang đi mang chiếc piano điện Kidman gái bé do chính anh khách lựa chọn làm hành trang khởi đầu đam mê cho hai bé tại chung cư La Vita. Mời anh em cùng theo dõi video với mình nhé. Ngay lúc này, nhân viên đang khiêng thùng cát 7S từ bãi xe để lên nhà cho khách. Anh em sẽ thấy được đàn với vẻ ngoài thiết kế rất dày, nhiều lớp, đảm bảo an toàn cho cây piano bên trong. Với sự chào đón nhiệt tình của anh khách, bước vào bên trong là các bạn sẽ lạc vào không gian sắc màu với tủ đồ trang trí đẹp mắt, đầy thú nhồi bông và ấn tượng nhất chính là những bộ khung ảnh siêu dễ thương. Anh em hãy chuẩn bị lắp đàn nhé. Thùng piano được mở ra, tất cả các bộ phận của Kidman cát 7S đều được phủ ni lông bảo vệ, giúp từng chi tiết đàn an toàn tránh sự va đập khi vận chuyển. Các bộ phận của đàn sẽ gồm thân đàn, chân đàn, bệ đàn, nách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Các tác lắp piano Kidman đều rất dễ dàng nên mình sẽ hướng dẫn một cách dễ hiểu nhất cho các bạn. Đầu tiên, hai chân đàn sẽ được gắn cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp thân đàn lên trên, vị trí ốc được canh và thiết lại chắc chắn với tu vít. Các bạn đang đưa cây piano đến vị trí yêu thích của khách hàng và tặng dành cho người chơi khi mua cái S7S sẽ là ghế piano cao cấp mang vẻ chắc chắn với lớp đệm dày tạo sự thoải mái nhất khi chơi đàn và phí bảo hành Kidman. Đây là giây phút tuyệt vời nhất trong mỗi chuyến đi giao nhạc cũ, chính là được nhìn thấy hai bé bóc siêu. Đầu tiên là siêu đàn rồi đến siêu phím, còn anh đang test độ vang và lực nhấn trên toàn bộ các phím đàn. Tại sao Kidman KS7S luôn là mẫu piano được nhiều khách hàng tìm mua và chọn lựa? Tìm hiểu với mình ngay thôi nào. Đàn mang vẻ đẹp ấn tượng với dáng đứng đặc trưng, kiểu dáng hiện đại được nhiều người chơi nhạc bên châu Âu cực kỳ yêu thích. Và nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian. KS7S trang bị 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 192 polyphony, số lượng bài hát ấn tượng lên đến 100 bài và 30 âm sắc. Chức năng trên đàn thì anh em không thể bỏ qua với metronome đếm nhịp Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, slip mode chia bàn phím, cổng USB giúp bạn kết nối máy tính bảng, điện thoại thông minh dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây với các app học nhạc như là Simi Piano, Perfect Piano, MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Khi mua Kidman KS7S tại Minh Phụng Music, anh em sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Và đây là vẻ dễ thương của bé khi được giảm từng ngón tay trên bàn phím Kidman KS7S. Với cây piano này, đội ngũ chúc các con và anh để có những buổi học đàn đầm ấm tiếng nhạc trên chiếc piano Kidman. Đấy là buổi giao piano điện đến với khách hàng tại chung cư La Vita đã hoàn tất. Nào, lên đường về thôi anh em. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo nhé để theo dõi những video sắp tới của tụi mình. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. À, hẹn gặp lại.